ông cô bác, rồi chính quyền huyện xã, tôi cũng chia sẻ và mong muốn như vậy. Chúng tôi sẽ phối hợp để quy hoạch cho phát triển thật tốt huyện Sìn Hồ và các cái xã xung quanh của thị trấn thành một cái khu du lịch, một cái khu vui chơi giải trí, một cái khu mà phát huy được bản sắc văn hóa của các dân tộc rất là độc đáo, rất là phong phú và rất là truyền thống của chúng ta. Thì đây là tôi chia sẻ thêm cái suy nghĩ của mình như vậy. Thưa toàn thể bà con thân mến, trong không khí hân hoan sôi nổi thắm tình đoàn kết của ngày hội hôm nay, khắc ghi lời dạy Bác Hồ kính yêu: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng bà con sẽ phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh ngày càng hiện đại, xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh trật tự, phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất với ý đảng và lòng dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh, xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp